còn cống thôi nè. Vô cả nhà. Còn lần cỡ nào mày cũng ra không được đâu mày. Rồi chào cả nhà nha. Bữa nay mình với em Lựng đi ngày hôm qua đi đặt 7 chuột cả nhà, mà đặt được có 32 cái, của mình 20 cái, của em Lựng 12 cái. Sáng nay mình đi dở gặp ở bên ấp 5 của Đức Hòa Đông, Đức Hòa Long An mình á cả nhà. Thì thôi buổi sáng sớm cầu chúc cho bà con, cô bác, anh chị em trên mọi miền đất nước dồi dào sức khỏe hết, buổi sáng vui vẻ hết. Giờ đi trải nghiệm, đi dở bẫy chuột, mình với em Lựng đi dở bẫy buổi sáng này cả nhà. Thì đi với mình để cho nó trải nghiệm trong cuộc sống, cả nhà ủng hộ cho hai anh em. Dạ, mời cả nhà cùng đi trải nghiệm thăm bẫy chuột với anh em nha. Ở đây được 3 cái cả nhà. Đặt lúc này mưa nước quá rồi, có chỗ không có đặt được một chỗ nhiều cả nhà. Dạ. Rồi, đây là cái đầu tiên cả nhà. Đây này. 9 thôi. Vô mày. Vô à. Vô được anh lúa. Lúa. À, cái đầu tiên cũng được rồi. Cái đầu tiên được anh lúa cả nhà. Cái này cái thứ hai nè. Cái này có đặt không? Vô cả nhà. Cũng vô à. Cái này im quá, hy vọng mà bên kia đón nó ra mà không ra. Cái thứ ba đây. Cái thứ ba. Đón nó dùm hết mà. Không biết nó thế nào đây. Đâu rồi. Mình lấy nó một tư mẹ nè. Cái gì à? Bị lấy. Cái gì? Dạ, bị lấy. Chị trời. Đặt này mất chứ. Không có đây. Không có mắt cả nhà ơi, tại cái gặp nó cũ không thấy đường. Cũ quá không thấy à. Dạ, không có mắt cả nhà. Nó ta. Đây đạo giờ không có mắt. Dạ. Ba cái không có dính cả nhà. Hôm qua do đặt tối quá nên anh em kiếm không được. Ba cái lúa cả nhà. Ba cái dính con quên. Hôm qua đặt. Đặt như vậy ấy chứ còn mưa gió quá cả nhà. Ừ. Không đi chuyển nổi, nó buồn, nó buồn dữ lắm. Không đi ngứa chân chuyển nổi, buồn đi đặt đại. Hôm qua là tới 5 giờ mấy 6 giờ hai anh em mới đi. Bây giờ cái thứ gì mà không vô cái này. Cái gì vậy? Ngon nữa chứ. Trời ơi hèn chi. Sao sập xuống chín dính phải dây chì chứ. Rồi xin ốc ma nữa chứ. Sập xuống dính chì. Ốc ma này nó vô. Chắc ốc ma vô quá. Nó dính hàng độc không à. Đây có ba cái. Cái thứ nhất bị dính anh hàng siêu độc lạ. Vô cái anh. Bây giờ nó không chịu vô cả nhà. Cái thế không thế nào. Đúng quá. Đặt hay. Hay cũng còn cái nữa, cả nhà biết cái gì không? Hay nữa còn phải đợi cái hên nữa. Hay là không có hên. Hay. Vô cái coi. Kẹt mà vô cả nhà. Kẹt gà chặt một đống rồi nè. Không được cái này. Ê, coi chung móc cho anh, vô móc cho anh. Để em cầm nó có một tay ha. Này cả nhà, cái này cái đầu con đầu tiên nha. Con đầu tiên, này là 6, 7, cái 7 à. Bảy cái bảy. Bây giờ tới qua của em và con kia. Dạ. Đó. Đó. Anh em đặt hàng qua thì em cũng đặt 12 cái. Ôi trời, thấy chuột. Biết ra con chuột không vô trong cái lập nè. Vô trong cái lập nó thung rồi lại nhìn chuột nó ú ghê. Thì nó vô nó phải thung lại. Có cái lụn đây mà. Em đặt đây không làm dấu luôn. Mẹ, cái luồng ngon lắm. Cái luồng im lắm. Cái luồng im lắm mà không biết nó có đi không. Kỳ vậy. Cái gọt đây mà. Đây nè. Không đi được à. Cái luồng dây mà nó không đi được à. Này nó không vô cả nhà. Cái luồng cũng im lắm. Rồi một cái đầu tiên của em bị thì thiệt ngồi rồi.
này chọc lúa mà không biết có dính hay không. Sập rồi, không sập luôn. Được không? Không vô cái nhà. Em nói rồi mà. Bộ cá nó chạy ghê thiệt. Ở đây thấy vậy mưa xuống nó cá. Em hai cái tiệt. Tiếp tục. Đây, em tới cái thứ ba. Vô coi. Vô. Em vô Quỳnh ơi. Em sụp sóng vô. Em bị này vô này hoài ta. Cái đường im hết biết luôn nè. Vô gì chứ. Đây. Là cái. Là cái rồi nè. Vô vô con nào. Vô con trùng thú rồi. Thế luôn, đường nó dày. Đường này đúng rồi, nó xuống lúa nè. Bốn cái. Này đúng rồi, nó đi nè, trời mưa gió bão á. Cái đường này đặt xuống lúa là đúng nè. Chết mẹ. Ăn cá. Ăn cá đông mất rồi. Cái gút đây nằm đâu. Cái gút đó nằm đâu trời. Nè nè. Không vô luôn cả nhà. Đường bự bự im im không. Đường chỗ cống không đó. Nằm cái không có chín cả nhà ơi. Tiếp tục đây còn cái bên góc đây nữa. Xong rồi. Này đường mới quá rồi. Cái bẫy này. Kìa. Lúc đây cái đường đâu? Nó đã bị lụm rồi. Nhóm ngoài ra. Đặt ở đây phải không? Đúng rồi, nè đặt đường này nữa. Dạ. À. Đường này. Có đặt đường đó không? Đó thì đặt nha. Giờ này đâu có ai phá đâu vì đó. Còn bắt cá cả nhà. Được. Đây em có 4 cái cả nhà. Đây em đặt 2 cái. 2 cái này không còn không? Cái cá này phá mà sao lý do gì kỳ vậy chứ? Còn cống thôi nè. Vô cả nhà. Còn đây chưa được con đồng tiền. Cho móc ra anh. Rồi giật vô con thôi tại em chặn cái hang. Vô luôn 2 con luôn. Vô luôn 2 con hả? Con không con hả? Con mới đẻ. Đây cả nhà, hai sáng em được 2 cái. Đó, đặt này 4 cái. Để có luôn đi. Rồi, chiếc là 2 mẹ con ở chung hang rồi. Cái hang em chặn hai độc hên quá cả nhà. Sáng này được 2 con mất cái bẫy à. Đây, đặt cái tên. Dính nữa cả nhà. Dính đâu? Bự không? Được lúa. Được lúa à? Lúa cả nhà, lúa ngon quá. Thôi sự lúa ngon quá. Trời ơi, bà cá dính bà con ngon hết sức. Cái kia bị mất cái bẫy buồn hết sức luôn. Đây, muốn ai phá đâu, lý do chào đâu. Tới, không biết chừng chắc. Mấy cha ta đi ấy, thấy sự cống dính này vậy. Không, cái đó thấy bùi gõ gạn quá. Múc bên này tới bức tường trắng bên này nè. Tại em đặt nó xa thẳng cách kìa. Đây em còn cái. Dính luôn nè. Dính. Chùm có dính bụng luôn. Ôi ôi, nó lật bẫy luôn. Lật bẫy nào mày cũng ra không được không mày. Thôi, em được 4 con. 4 cái 4 con. Vậy chứ thầy phụ chơi cặp tường
chạy cắm tường em thấy dính hoài. Chục cơm là vậy, ảnh vô là ảnh quậy dữ lắm. Thôi tiếp tục. Ở đây có hai cái rồi, đây hai cái của anh Hoàng cả nhà. Tụi em thăm được 10 cái rồi, còn hai cái nữa thôi. Anh Hoàng thăm có được bao nhiêu anh Hoàng? Thăm hai cái này nữa là 9 cái. Thăm hai cái nữa 9 cái cả nhà. 9 cái mà được mới có con tấm, con tôm. Hai em. Em cống em cơm. À, cả nhà thấy đi đặt chuột coi. Kiếm được anh chìm cuối là khó khó khăn lắm cả nhà. Vô mà. Đường đi dày lên hết nó nhảy. Không vô rồi. Không vô. Vô không? Rồi, mới đi giùm hơn nữa. Trời ơi trời ơi. Khùng quá. Rồi cái nó không vô, cái này vô. Vô luôn cái nhà ơi. Rồi không vô luôn cái nhà. Im quá vậy ta. Đi ra đường này luôn đi. Đi coi này nè. Rồi hai cái. Rồi tiếp tục. Tới chỗ quay tiếp nha. Con cái cả nhà. Im quá không vô ta. Còn đâu nữa không? Bên góc đó. Ở đây hay là chạy vô trong? Chạy vô nhà luôn hả? Để có 5 cái đó nè. Hy vọng 5 cái này dính bà con thôi. Vô cắn anh. Cắn về anh chưa? Nó từ 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 đã ra từ 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 từ. Kiểm tra cái móc đi. Trời ơi nó đen sao nó đen. Anh này anh ở châu Phi. Thôi con này quá bự luôn cả nhà. Anh bên kia có cái máy chú cắt cỏ hơi ồn, cả nhà thông cảm nha. Đang quay thúc dây cấn chuột này vô thấy cái đầu tiên thấy vậy cái khỏe liền. Không anh chạy xuống đường này làm chặn đầu anh nên anh không chạy. Anh thấy đoàn lòn chắc anh cũng ra đây để con cái nữa cho nè. Vô không anh? Đây đây đây, không vô. Trời ơi, nói cái này gì mà không vô mày. Đi mày. Ba cái. Có xuống đó. Ốc nữa. Nữa hả? Trời ơi, trời, ốc hương nó đúng là ốc hương nó phá hoài. Vô không? Không vô là không vô chứ. Chạy thấy sợ không vô. Đây. Cái. Đây, sao chạy, sao sập kìa? Sập không vô nữa nè. Đâu có xúc ra mà. Rồi, 5 cái có 1 con một cái nè. Rồi, rồi em bóp máy đây nha. Con là quá khứ luôn. Nó ngon thiệt đó. Nhưng mà nó đen dữ vậy thôi. Thiệt luôn á. Cả nhà mà nhìn thiệt. Ai mà dân biết con chuột mà nhìn con chuột này là ghiền chết luôn. Đây là con chuột cống nhum cả nhà. Con này nè. Nếu mà nặng là khoảng từ 8 lạng cái lên. Tiếp tục cái thứ sáu. Mấy cái đường ngặt ngặt mình không chịu vô nữa đi. Bị vô luôn nữa ta. Rồi à, do cái kẽm buộc cứng quá kỳ đó. Không phải cái xo lò xo xo yếu quá hả? Lò xo già ấy quá cắn. Nó lên cái này gạt luôn, nó gạt luôn, nó không nhảy xuống à, nó cắn vô cái hành cái kẽm mình đúng không? Đây tiếp tục cái thứ bảy. Vô hả? Khùng quá cả nhà ơi. Cái em mà cũng bó tay thì em xin ba cái vô cái đi. Vô dịch gà. Vô nằm ngủ. Nó sáng anh ngủ à. Sáng anh ngủ. Đã không cả nhà. Cái đầu tiên dính, cái hai vô không? Vô. Hai vô, hai cái đó. Con nó chạy qua chạy lại vậy hả? Đây.
Em còn hai cái nữa, hy vọng biết sao đây. Ở đây là người ta cắt nhà nguyên giải luôn. Nóc rồi. Nước vậy sao đi? Rồi hết dập cả nhà của mình. Hết dập cả nhà. Anh Hoàng hết dập rồi, thôi để về nhà rồi hai anh em mình tổng kết luôn nha. Giờ em còn có hai cái nữa, em chạy qua bên kia. À, sáng cả nhà. Sáng đi ra đồng gặp anh Châu nè. Đó, anh Châu nè. Anh đang me anh Hoàng, mặc áo đỏ nè. Ờ. Dĩ ba. Thôi. Cái đường nào qua không được ca? Sao không làm gì bị trâu rượt cái này. Tiếp tục cả nhà ơi, ở đây em có được hai cái này, hai cái này là hai cái cuối cùng luôn cả nhà, để em thăm coi kết quả như thế nào. Rồi chờ nó đi tới đây, đi tới đây nó cắn cỏ khè rồi anh ơi, khè chục lúa hay chục cơm. Rồi ảnh rồi đại ca hả? Trời ơi, tình luôn. Im quá trời luôn. Rồi, một cái dính. Em còn một cái nữa à. Vô đại ca, đang ngủ kìa. Cống không? Cống sao? Đại ca lấy gì lên? Đại ca lấy gì lên? Dạch ca, đại ca. Cống. Cũng được. Em hơn đại ca. Em hơn đại ca ăn con lúa. Hôm qua em dạch vô tới đó, thấy cục cứt đó luôn á. Rồi, em dính được con nữa cả nhà ơi. Rồi, vậy hai anh em về nhà coi tổng kết luôn nha. Rồi, bây giờ hai anh em cũng về tới nhà cả nhà. Bây giờ để em ra quay cái thành quả hôm nay cho cả nhà xem nha. Đây là số 7 của em đây. Hôm nay đặt 12 cái mà bị mất hên cái à. Của em được 4 con. Ủa 5 con chứ. Sao dính 7 lên 7 nhiều ta? Làm gì nó khoái cái 7 lên 7. Đây, em được 5 con. Rồi mình đây bỏ con bãi đây. Con bãi thì đại ca không. Đại ca con nào con nấy nè. Chùm cuối không. Để đem về làm gì. Thành ba hành chùm cuối này ra đây. Thôi giờ em cũng xin kết thúc video đây cả nhà ơi. Thì hôm nay anh em đi đặt 7 về rồi. Chào cả nhà, bữa nay anh em đi đặt bữa nay thất cả nhà ơi. Nay đặt 20 mấy cái gặp mà em lựng được 4 chú cống, chú lúa. Này, của em đây. Còn mình thì được 3 anh cống nhum con lúa. Rồi chào cả nhà, buổi sáng được vui vẻ nha. Trên mọi miền đất nước hết, cô chú anh chị em cháu là được mạnh khỏe hết, buổi sáng vui vẻ. Mình chào cả nhà, hẹn lại ngày mai clip sau cả nhà. Bây giờ chào cả nhà hết nha. Rồi cả nhà mình có ai ủng hộ thịt chuột cả nhà thì anh Hoàng đọc số điện thoại luôn cả nhà. Mình cho số điện thoại là 0988181671 gặp anh Hoàng. Cả nhà. Rồi số điện thoại của em mình. Rồi số điện thoại của em là 0676727624. Thì hai số cả nhà muốn điện số nào cũng được. Thì em giao, nói chung là em giao cũng khu vực gần cái Đức Hòa mình thôi nha cả nhà. Các xã lân cận thôi.
Tại mình đi đặt cũng không có số nhiều, do giao xa không có giao được. Rồi bây giờ em cũng xin kết thúc video hôm nay. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Thì hôm nay thành quả hai anh em đây thì cũng tạm ổn thôi.